Cô xin chào tất cả các bạn học sinh khối lớp 2. Xin được giới thiệu, cô tên là Ngọc Hân, là giáo viên đang công tác tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận 12. Hôm nay cô rất vui vì được đồng hành cùng các em qua tiết học toán, bài nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu. Các em đã sẵn sàng để học tập chưa nào? Hãy ngồi thật ngay ngắn trước màn hình nha. Các em học sinh ơi, để có thể tiếp thu bài thật tốt, cô muốn các em hãy chuẩn bị thật đầy đủ sách giáo khoa toán, vở, bảng con, bút, phấn và đồ dùng học toán. Trong trường hợp các em chưa có đồ dùng học toán của năm lớp 2, thì cô bật mí với các em, trong bài học này các em có thể sử dụng lại bộ đồ dùng học toán của năm cũ các em nhé. Các em hãy nhìn qua một lượt xem mình đã chuẩn bị đầy đủ chưa. Sắp xếp chúng thật ngay ngắn để cùng bước vào bài học nha. Bây giờ, cô muốn các em hãy cùng quan sát tranh và cho cô biết mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo. À, bạn trai có 6 cái kẹo, còn bạn gái thì có 9 cái kẹo. Thế, bạn nào có nhiều kẹo hơn nhỉ? Đúng rồi, bạn gái có nhiều kẹo hơn. Thế cô đố các em, bạn gái nhiều hơn bạn trai bao nhiêu cái? Các em hãy thử suy nghĩ nhé. Em đã có đáp án chưa nào? Bạn nào chưa nghĩ ra thì hãy dùng cách sau đây để tìm ra đáp án nha. Còn bạn nào đã biết rồi thì bây giờ mình cùng kiểm tra xem đáp án của mình có đúng không. Các em hãy lấy đồ dùng học tập là các khối lập phương để mình thể hiện số kẹo của mỗi bạn nhé. Bạn trai có 6 cái kẹo, tức là mình sẽ lấy 6 khối lập phương. Bạn gái có 9 cái kẹo, vậy thì chúng ta sẽ lấy 9 khối lập phương. Và hãy sắp xếp chúng như thế này nhé các em. Quan sát mô hình, các em sẽ dễ dàng thấy được số kẹo của bạn gái nhiều hơn bạn trai hay số kẹo của bạn trai ít hơn số kẹo của bạn gái. Chính là phần này đây. Cô xin chúc mừng các bạn đã có dự đoán đúng. Bạn gái nhiều hơn bạn trai 3 cái kẹo nhé. Vậy cô đố các em, nếu không có đồ dùng học tập để thay thế số kẹo và sắp xếp thành mô hình để quan sát như thế này, thì chúng ta sẽ làm phép tính gì để mình tìm được nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu? Các em hãy thử suy nghĩ nhé. Các em hãy viết phép tính mà mình nghĩ được vào bảng con nhé. Các em đã nghĩ ra chưa nào? Hãy cùng xem đáp án của các em có giống cô không nhé. Cô sẽ thực hiện phép tính 9 trừ 6 bằng 3. Trong đó 9 là số kẹo của bạn gái, 6 là số kẹo của bạn trai. Lấy số kẹo của bạn gái, tức là số lớn hơn, trừ cho số kẹo của bạn trai, chính là số bé hơn. Chúng ta sẽ tìm ra được phần nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu của hai bạn. Từ đó, chúng ta có thể tìm ra được bạn gái có nhiều hơn bạn trai 3 cái kẹo, hay ngược lại, bạn trai có ít hơn bạn gái 3 cái kẹo, đúng không nào? Và bây giờ, cô mời các em hãy cùng thực hành với cô nhé. Chúng ta sẽ sử dụng các khối lập phương để thể hiện số kẹo của hai bạn. Bên phải màn hình của các em là bạn gái, còn bên trái là bạn trai. Các em hãy lấy khối lập phương đặt trước mặt hai bạn sao cho thể hiện được bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo. Các em đã hiểu rõ nhiệm vụ chưa nào?
Hãy nhớ, lấy khối lập phương và đặt đúng phía cho hai bạn như trên màn hình của cô nha. Cô mời các em cùng thực hiện nào. Cô trò mình cùng kiểm tra kết quả nhé các em. Đầu tiên, cô sẽ lấy cho bạn trai 3 khối lập phương. Vì bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo, cho nên cô cũng lấy cho bạn gái 3 khối lập phương, nhưng sau đó sẽ bớt đi 2. Như vậy, lúc này bạn gái sẽ có 1 khối lập phương. Mình cùng kiểm tra nào. Lấy 3 trừ đi 1 sẽ bằng 2. Trong đó 3 là số kẹo của bạn trai, 1 là số kẹo của bạn gái. Như vậy, lúc này bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo, đúng với yêu cầu của nhiệm vụ đúng không nào? Không biết là có bạn nào có cách lấy giống như cô không nhỉ? Tiếp tục, mình cùng thử lấy cách khác nha các em. Lần này, cô sẽ lấy cho bạn gái trước. Cô sẽ cho bạn gái 3 khối lập phương. Vì bạn trai nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo, cho nên cô sẽ lấy cho bạn trai 3 khối lập phương và thêm vào 2 nữa. Như vậy lúc này bạn trai sẽ có 5 khối lập phương. Nếu chúng ta lấy số kẹo của bạn trai trừ đi số kẹo của bạn gái, tức là lấy 5 trừ 3 sẽ bằng 2. Như vậy bạn trai cũng nhiều hơn bạn gái 2 cái kẹo đúng không nào? Các em biết không, trong bài thực hành này sẽ có rất nhiều cách lấy số kẹo cho hai bạn. Miễn sao khi lấy số kẹo của bạn trai trừ cho số kẹo của bạn gái, mình sẽ bằng 2 là đúng. Và cô tin chắc rằng các em đang có rất là nhiều những đáp án khác nhau đúng không nào? Hãy nhờ ba mẹ và anh chị chụp hình lại cách lấy của em và gửi hình đó cho thầy cô giáo chủ nhiệm để kiểm tra đáp án nhé. Và cô nghĩ rằng sẽ có rất nhiều bạn học sinh ở đây nhận được các lời khen ngợi từ thầy cô của mình đó. Và tiếp theo, bài thực hành số 2 yêu cầu chúng ta viết phép tính và nói theo mẫu. Cô mời các em cùng quan sát. Trong hình, bạn gái có 5 cái bút chì, bạn trai có 4 cái bút chì. Như vậy, ta viết phép tính 5 trừ 4 bằng 1. Trong đó, 5 là số bút chì của bạn gái và 4 là số bút chì của bạn trai. Như vậy, ta nói bạn gái có nhiều hơn bạn trai 1 cái bút chì. Và ngược lại, ta nói bạn trai có ít hơn bạn gái 1 cái bút chì. Các em đã rõ chưa nào? Các em ơi, tương tự như vậy, các em hãy hoàn thành tiếp câu A và B của bài thực hành này. Chú ý, hãy quan sát hình thật kỹ để lựa chọn phép tính và nói cho phù hợp nhé. Ở bài tập này, các em hãy viết phép tính vào vở và luyện nói với ba mẹ hoặc là anh chị của mình nhé các em. Cô mời các em cùng thực hiện. Cô trò mình cùng kiểm tra kết quả nào. Trong hình vẽ, bạn gái có mấy thẻ hình vậy các em? À, bạn gái có 6 thẻ hình đúng không nào? Còn bạn trai thì có 2 thẻ hình. Như vậy, phép tính sẽ là 6 trừ 2 bằng 4. Ta sẽ nói bạn gái có nhiều hơn bạn trai 4 thẻ hình. Và ngược lại, bạn trai có ít hơn bạn gái 4 thẻ hình. Xin chúc mừng bạn nào có cùng đáp án với cô nha. Tiếp theo, ở hình vẽ này chúng ta quan sát thấy bạn gái có 2 chiếc xe đồ chơi. Còn bạn trai thì có mấy xe đồ chơi nhỉ? Bạn trai có 4 xe đồ chơi. Như vậy, phép tính sẽ là 4 trừ 2 bằng 2. Ta nói
bạn trai có nhiều hơn bạn gái 2 xe đồ chơi. Và ngược lại thì thế nào nhỉ các em? À, ngược lại, bạn gái có ít hơn bạn trai 2 xe đồ chơi. Các em thật là giỏi. Các em biết không, Mimi cũng rất giỏi. Mimi là bạn nhỏ mà các em đang nhìn thấy trên màn hình đó. Mimi đang sống ở Vương quốc Diệu Kỳ, nơi mà có rất nhiều thứ to lớn đến lạ thường, giống như cái cây khổng lồ mà các em đang nhìn thấy đây. Trong một lần đi chơi công viên cùng với cô giáo, Mimi đã rất giỏi vì đã vượt qua được các thử thách. Các em có muốn biết đó là những thử thách nào không? À, đó là thử thách điền số thích hợp. Mình cùng nhau tìm hiểu thử thách này nhé. Chúng em mang theo 36 quả chuối và 12 quả cam. Vậy số quả chuối nhiều hơn số quả cam là bao nhiêu quả? Và số quả cam ít hơn số quả chuối là bao nhiêu quả? Các em hãy thử suy nghĩ và trả lời thử thách này nhé. Đã nghĩ ra chưa nào? Mình cùng kiểm tra đáp án nha. Ta sẽ lấy 36 trừ 12 bằng 24. 36 là số quả chuối và 12 là số quả cam. Như vậy, số quả chuối nhiều hơn số quả cam là 24 quả. Và ngược lại, số quả cam ít hơn số quả chuối là 24 quả. Các em có cùng đáp án với Mimi không nào? Xin chúc mừng các em nhé! Và thử thách tiếp theo mà Mimi đã vượt qua đó là câu hỏi của một bông hoa hướng dương vô cùng cao lớn. Hoa đã hỏi, em ít hơn cô giáo mấy tuổi? Và cô giáo nhiều hơn em mấy tuổi? Cô có một gợi ý cho các em. Lúc này cô giáo 29 tuổi, còn Mimi thì bằng số tuổi với các em là 7 tuổi đó. Các em hãy cùng suy nghĩ nhé. Các em đã tìm ra kết quả chưa nào? Chúng ta sẽ lấy số tuổi của cô giáo trừ đi số tuổi của Mimi, 29 trừ 7 bằng 22. Như vậy, trả lời em ít hơn cô giáo 22 tuổi. Và ngược lại, cô giáo nhiều hơn em 22 tuổi, đúng không nào? Và một lưu ý với các em, khi chúng ta nói về tuổi, chúng ta có thể thay thế ít hơn bằng bé hơn, nhỏ hơn, hoặc nhiều hơn bằng lớn hơn. Ví dụ như là em nhỏ hơn cô giáo 22 tuổi, còn cô giáo thì lớn hơn em 22 tuổi. Các em đã nhớ chưa nào? Các em học sinh ơi, và thử thách cuối cùng mà Mimi đã vượt qua là câu hỏi của một chiếc lá béo ú đó các em. Thử thách này cũng là bài tập 2 ở sách toán của các em đó. Để biết đó là thử thách gì, các em hãy mở sách trang 20 để đọc đề và giải bài tập vào vở nhé. Sau khi làm xong, các em hãy nhờ ba mẹ hoặc anh chị chụp hình lại bài làm của mình và gửi cho thầy cô giáo chủ nhiệm. Cô chúc các em cũng hoàn thành thật tốt thử thách giống như là Mimi nhé. Và tiết học toán của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các em đã học tập rất chăm chỉ, cô có lời khen ngợi dành cho các em học sinh. Các em cần nhớ, hãy hoàn thành bài tập, chụp hình bài làm gửi thầy cô giáo và xem trước bài tiếp theo nhé. Cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Chúc các em và gia đình thật nhiều sức khỏe.